Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Harry Nguyễn TV. Thì hôm nay Harry sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm thạch phân tần để kinh doanh trà sữa hạt uống từ nhà. Nguyên liệu cần chuẩn bị đó là có cái chai siro này, mọi người dùng vị nào cũng được nha. Đường, kem Berrick và bịch tô cao con cái dẻo này nha. Có một tin vui muốn thông báo đến mọi người, đó là kênh Harry đã đi được 1/3 chặng đường rồi, còn 2/3 chặng đường nữa là sẽ đọc được nút bạc. Vì thế Harry quyết định thứ tư tuần sau là ngày 27/4 dương lịch nha mọi người ha, Harry sẽ live stream trực tiếp khoảng 1 tiếng đồng hồ từ 8 giờ tối đến 9 giờ để tặng những phần quà dễ thương đến cho các bạn nào mà thường xuyên theo dõi kênh của Harry nha. Và bên cạnh đó, mọi người có câu hỏi thắc mắc nào về công thức trà sữa Harry thì mọi người cứ hỏi Harry biết cái gì, Harry sẽ trả lời cái đó cho mọi người nha. Về phần quà thì Harry sẽ tặng 50 phần quà nha mọi người nha. Thì phần quà mọi người sẽ nhận được đó là một cây son lâu đi này nha. Một cây son này Harry cũng đang bán nha mọi người nha, và Harry cũng đang dùng cái son này luôn. Và một cây kính này nha, một cái kính thời trang này để mọi người có thể đi chơi cũng được nha, một nó rất là dễ thương luôn mà Harry cũng đang bán này. Cái kính này mọi người thấy cũng đẹp đúng không mọi người không, đó kính này đó nhìn rất là dễ thương nha mọi người nha, mà Harry đang bán thì Harry sẽ trích một ít để Harry tặng cho mọi người đóng hộ Harry suốt thời gian vừa qua nha. Thì và Harry sẽ giảm 10% cho những bạn nào mua nguyên liệu Harry từ ngày 28/4 dương lịch cho đến ngày 1/5 dương lịch nha mọi người. Trong 3 ngày đó thì bạn nào mà đặt hàng nguyên liệu bên Harry thì Harry sẽ giảm cho mọi người 10% trên tổng giá trị đơn hàng nha. Mọi người ơi, nếu thương Harry thì bấm cho Harry một nút đăng ký, một nút like, một nút chia sẻ để Harry có động lực làm những video tiếp theo cho mọi người xem nha. Hãy cùng Harry thì thiên nào. Bây giờ mọi người sẽ cho vào đây là 1,2 lít nước nha mọi người nha, và mọi người đun sôi 1,2 lít nước này lên nha mọi người nha. Mọi người trong quá trình đợi nước nó sôi thì Harry sẽ đi trộn bột rau câu với là đường nha. Mọi người sẽ cho vào đây là 12 gram bột rau câu con có dẻo nha mọi người nha. Rồi mọi người cho vào đây là 170 gram đường nha mọi người. Trộn đều cái hỗn hợp đường và bột rau câu này lên nha. Đợi nước nó sôi lên thì mọi người sẽ bỏ cái hỗn hợp này vào nước nha mọi người nha. Nó đã sôi rồi nha mọi người, thì mọi người lưu ý là mọi người hạ lửa thật nhỏ xuống nha. Rồi mọi người đổ cái hỗn hợp và đường và rau câu hồi nãy mình đã trộn á, mình cho vào đây. Đổ nhẹ nhẹ thôi và quậy đều nha mọi người ha. Quậy đều. Đổ ít cái hỗn hợp và quậy đều nha mọi người nha. Quậy đều cho nó tan hoàn toàn không nên có hỗn hợp này, chứ để nó không nó bị đóng cục lại nha mọi người nha. Lưu ý cho Harry nha. Quậy cho nó tan hoàn toàn cái hỗn hợp này nha, và mọi người đun lại cái hỗn hợp này sôi trong vòng 4 phút. Rồi mình sẽ đi pha các cái hương nha mọi người nha. Đây nha mọi người, hỗn hợp nước rau câu đã sôi trở lại rồi. Bây giờ Harry sẽ đi làm thịt sữa cho mọi người nha. Harry sẽ múc ra 300ml để làm thịt sữa nha mọi người ha. Còn cái hỗn hợp còn lại thì mọi người vẫn để im trên bếp và để lửa nhỏ nha mọi người, để cho nó không có bị đông lại nha mọi người nha. Mọi người nhớ đó. Đây nha mọi người, thịt rau câu hương sô-cô-la này đã sôi trở lại rồi nha. Bây giờ mình tắt bếp và đổ ra cái thứ nha mọi người, làm tầng đầu tiên nha mọi người nha. Bây giờ Harry sẽ đổ cái rau câu sô-cô-la này ra làm lớp đầu tiên nha mọi người nha. Mọi người để trong vòng tầm cỡ 5-6 phút á, cái hỗn hợp này nó sẽ vừa đông cứng trở lại thì mọi người sẽ đổ lớp 2 nha. Như vậy nó sẽ không bị tách lớp cho mọi người nha. Lớp thứ hai thì Harry sẽ dùng là siro dâu nha mọi người. Mọi người sẽ đổ cho đây là 50ml siro dâu nha mọi người nha. Quậy đều nha. Và mọi người đun sâu lại cái hỗn hợp này lại trong vòng 1-2 phút nha. Nó hợp nó sâu trở lại là được nha mọi người nha.
mọi người ngoại nhẹ nhẹ ta thôi, và đun sâu lại, cho nó sâu lại 1 đến 2 phút nha mọi người là được nha. Đây nha mọi người, hẩu hợp dâu này nó đã sôi trả lại rồi. Bây giờ mọi người tắt bếp và nha, và kiểm tra lại cái lớp đầu tiên nó vừa cứng chưa thì mình sẽ đổ vào nha mọi người nha. Đây nha mọi người rồi vô này nhẹ nhẹ mà nó còn mềm mềm mềm, nó không bị lúng thì mọi người đổ lớp 2 là vừa nha. Đó, là ok, bây giờ Harry sẽ 4, 5, 2, 5. Sẽ đổ lớp 2 là hấp dâu nha mọi người nha. Rồi đó, ok nha mọi người nha. Mọi người tiếp theo Harry sẽ dùng siro dưa lưới nha mọi người, cho vô đây là 50ml siro dưa lưới nha mọi người nha. Mọi người quậy đều nha và đun sôi trong vòng 1 phút nha mọi người, nó sôi trở lại là mọi người đổ ra, đổ lớp 3 nha mọi người nha. Hỗn hợp và dưa lưới nó sôi trở lại luôn nha mọi người. Thì giờ Harry sẽ tắt bếp và đổ lớp 3 nha mọi người nha. Bây giờ mình sẽ đổ lớp 3 là dưa lưới nha mọi người, thì mọi người cũng đổ vô tương tự thôi nha. Đổ nó nhìn nó mềm mềm là được rồi nha mọi người nha. Đây nha mọi người, bây giờ cái tầng cuối cùng thì Harry sẽ dùng thạch sữa nha mọi người. Thạch sữa thì mọi người sẽ dùng cho Harry là 40ml kem Berit cộng với 40ml sữa tươi nha mọi người. Mọi người đổ vô đây nha. Và mọi người quậy đều cái hỗn hợp này lên nha. Mọi người quậy cho nó qua to hoàn toàn, xong rồi mọi người đun lại 1 đến 2 phút nha mọi người, cho cái hỗn hợp nó sôi lên nha. Rồi mọi người đổ lớp cuối cùng là lớp thứ tư nha mọi người nha. Thế là xong nha. Đây nha mọi người, hỗn hợp cái thạch sữa này nó đã sôi trở lại rồi nha. Bây giờ Harry sẽ tắt bếp và đổ ra nha mọi người nha. Lớp cuối cùng Harry sẽ dùng thạch sữa nha. Bây giờ mọi người ăn như này đó, không nó không có dính ta là mọi người đổ lên là không bị tách lớp nha mọi người nha. Bây giờ mọi người để cái hỗn hợp mà cái thạch phân tầng này nghỉ nguội trong vòng 1 tiếng hồi nha mọi người. Xong rồi mọi người bỏ vô ngăn mát tủ lạnh 2 tiếng nữa, rồi mọi người cắt ra để bán hoặc là để ăn đều được nha mọi người ha. Xíu nữa Harry sẽ lấy ra và cắt thành quả của Harry nha. Đây là thành phẩm của Harry nha mọi người ha. Sau thời gian mà để ngăn mát tủ lạnh được 2 tiếng á, thì cái thạch này nó đã đông cứng lại rồi. Và bây giờ Harry sẽ chấn cái thạch phân tầng này ra nha mọi người nha, từng khúc nhỏ nha mọi người. Mọi người muốn cắt sao cũng được nha, mọi người muốn to hay muốn nhỏ tùy mọi người thôi. Đây thì Harry sẽ chấn ra đây nha mọi người, thấy không mọi người, nó thành 4 tầng đó nha mọi người nha. Đó mọi người trắng thôi là được nha. Đây nha mọi người trắng thành từng cục dày rồi nha mọi người. Mọi người bỏ vô thôi nha. Đó mọi người bỏ vô cho vô này đây nha mọi người. Tao nhỏ thì tìm mọi người trắng thôi nha. Đây. Mọi người chấm vừa vừa thôi, đừng có nhỏ quá mà cũng đừng to quá, ăn nó ngon nha mọi người nha. Rồi mọi người dùng cái dao gọn sóng á chấm cho đẹp nha mọi người. Đó, mọi người bỏ vô. Nè mọi người thấy không? Nó thành cục phân tầng rồi nha mọi người, có 4 tầng nè. Tầng đầu tiên đó là sô cô la nè, vị sô cô la, tới vị dâu, vị dưa lưới và vị sữa nha mọi người nha. Đây. Mọi người chấm từng cục nhỏ nhỏ về được nha. Đó mọi người thấy không? Đó là phân tầng cho mọi người. Harry đã hướng dẫn xong cách làm thạch phân tầng cho mọi người rồi đó. Mọi người ơi, nhớ cái hẹn của chúng ta gặp nhau lúc 8 giờ ngày 27 tháng 4 ra vào thứ tư tuần sau nha mọi người ha. Để
sẽ coi live stream Harry nha, để Harry sẽ tặng những phần quà cho mọi người nha. Đây là thạch phân tầng cho mọi người nha, Harry đã làm xong là 4 tầng cho mọi người nha. Mọi người thấy đẹp không? Có mọi người bán thì mọi người làm như vậy là rất là ok và ngon nha. Tuy nó hơi mất công một chút xíu nhưng mà nó rất là bắt mắt, khách nó rất là thích nha mọi người ha. Mọi người ơi, nếu yêu thương Harry thì bấm cho Harry một nút đăng ký, một nút like, một nút chia sẻ để Harry có động lực làm những video tiếp theo cho mọi người cùng xem nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của Harry. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.